lẹ đi Nhân ơi, trễ giờ rồi. Đi nè. Rồi mày nhắc cái mì chô trong túi mày chi vậy? À chả người ta có sẵn hết trơn rồi bà nhỏ ơi. Cái mì này, cái mì dí của tụi bà hiểu không? Đâu phải cái mì nào tôi cũng ca được đâu trời. Xàm xàm. Anh hai mày đâu? Ở ngoài vườn chứ đâu. Ê, gì vậy? Vô nhà coi nhà cho tôi với Như đi công chuyện xíu coi. Đi đâu? Đi hát. Đi hát hả? Ừ. Có bịch chưa? Đưa bịch chi? Đem theo có gì đựng ba cái đậu que rau củ vậy ăn. Tôi đốt không lâm ông bây giờ nữa nè. Chưa kịp đi nữa là chậu quẻo rồi. Chậu quẻo gì trời? Dặn hờ thôi chứ ai nói gì đâu. Ông dặn hơi sâu rồi đó. Ông hát hay quá ha. Hát như dịch kêu rồi đó. Bà đặt chê bai đủ điều. Ê, đừng có nói cái kiểu đó nghe. Hồi đó tôi lụm được bà là cũng nhờ cái giọng ca của tôi đó nghe. Không nhớ hả? Để tôi nhắc cho bà nhớ nè. Ê, không lấy bịch hả? Có một chiếc xuồng hả? Mà ngày nào cũng mắc tát hết trơn. Kiểu này bị lủng với nước vô nào cỡ này. Tát hết xuồng này chắc ngày mai không biết hết chưa nữa. Hai vợ chồng ông nội này sáng giờ cứ lộn mấy tiếng đồng hồ chưa nghỉ nữa ta. Hai vợ chồng không chỉ là ông nói chuyện ngu. Bây giờ trời, kiếm này mà bán đồ gia dụng vô mánh nữa rồi. Vô mánh gì? Đồ đạc trong nhà đập manh mẹ hết trơn. Còn gì đó không vô mánh. Thôi vô. Hai người đâu không biết. Ủa? Gì dữ thằng với hai? Qua can hai vợ chồng thằng quỷ đó đó. Nó quánh tao vậy luôn nè. Đi can còn bị quánh nó làm sao? Ôi là trời, con vợ của nó nói nó quen con nhỏ nào ở ngoài á. Mà nó chối. Hai vợ chồng nó cự lộn tôi tới chưa? Tao nghe tao bực bội quá, chạy quánh tao can. Mà thằng ông cố nội hùng á, nó làm tôi bực bội bà ơi. Sao bực? Con vợ nó nói nó quen nhỏ nào á. Nó có thì nó nhận mẹ đi. Nó chối. Cứ lộn cả buổi vậy đó. Nãy giờ tôi nghe chuyện hai vợ chồng không à. Chưa tới khúc con bị đánh luôn. Thì tao nghe một hồi tao tức. Tao nói thẳng mặt nó luôn. Mày á, bữa tao thấy mày chở nhỏ nào vô nhà nghỉ gõ gàng mày chối hả? Tôi nói là nói cho hai vợ chồng nó đừng cự lộn nữa thôi. Mà nó quay qua nó quýnh tôi cái mặt như cái mâm vậy nè, chịu nổi không? Nó quýnh cái mặt ông như cái mền cũng được đó. Càng dữ chưa? Giờ thấy điều con vợ nó muốn bứng cái nhà lên luôn rồi kìa. Hai chị em mày ha, không binh tao ha. Hát hò sao rồi? Được giải nào không? Một chút nữa tôi lụm giải nhất luôn rồi. Ông lấy cái miếng của tôi ca có được đâu. Gớt luôn. Rồi với hai mày? Lụm một giỏ luôn nè. Hồi giờ có miệng của ông được nhiêu đó đó. Ê, ê, có rau củ không? Ông nói tiếng nữa tôi cho xuân mắt bên kia luôn đó. Để trời bao nhiêu dép đây chắc mang tới già luôn quá.